Bạn kênh ẩm thực Việt của Ngọc rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn cùng vào bếp với Ngọc để làm món cháo gà nấu. Hôm nay chúng ta sẽ không nấu với thịt gà mà chúng ta sẽ nấu với lòng gà và chân gà. Ở đây các bạn nhìn đây, từng miếng mề gà chúng ta thơm ngon như thế này nè các bạn. Hai củi cháo rất là vàng ươm. Còn phần dĩa chân gà của Ngọc đây, các bạn nhìn đây. Cái chân gà này các bạn hấp hành cũng rất là ngon các bạn. Hôm nay Ngọc xin mời các bạn cùng với Ngọc để thưởng thức cái món cháo gà này nha các bạn. Ngọc còn có khoảng 500 g chân gà và khoảng 5 đến 7 cái mề gà, còn có ruột của nè, rồi gan, rồi huyết. Và để nấu phần cháo này thì Ngọc dùng khoảng 2 phần 3 chén gạo nha các bạn. Dùng 2 lít nước Ngọc sẽ cho vào đây nha các bạn. Sau đó Ngọc sẽ cho đây một muỗng cà phê muối và Ngọc sẽ bắt lên bếp và chúng ta sẽ ninh mềm cho như cái phần cháo này. Trong thời gian đó thì chúng ta sẽ sơ chế mề gà và chân gà để chúng ta chuẩn bị cho phần cháo ha. Cái phần chân gà này thì Ngọc đã cắt bỏ móng nó đi và Ngọc đã luộc, đã trụng sơ sạch cái phần chất nhờn ban đầu của gà đi các bạn nhìn nè. Thì khi chúng ta luộc cho vào nồi cháo thì nồi cháo chúng ta trong và ngon. Còn riêng cái phần mề gà đây, các bạn nhìn thấy đây, thì bây giờ Ngọc sẽ xắt cái phần mề gà này ra để chúng ta sẽ xào sơ cái phần mề gà. Khi chúng ta cho vào cháo thì cháo chúng ta ngon nha các bạn. Các bạn sẽ xắt mỏng, xắt dày tùy ý ha. Chúng ta sẽ xắt như thế này, các bạn sẽ xắt phần mề gà này. Riêng cái phần huyết này nè các bạn, lúc nãy Ngọc không giới thiệu với các bạn tại vì có những bạn thích ăn huyết, có những bạn không thích, cho nên tùy theo các bạn, nếu thích thì chúng ta cho huyết vào, không thích thì chúng ta không cho nha. Ở đây là huyết gà mà Ngọc đã mua ngoài chợ đó các bạn, Ngọc đã luộc sơ chín rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần nấu cháo chín thì chúng ta sẽ cho vào ha. Các nguyên liệu nấu cháo chúng ta đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho phần gà, chân gà này vào trước để chúng ta ninh cùng với cháo nha các bạn. Riêng phần lòng gà và huyết này thì khi nào cháo chúng ta nở mềm thì chúng ta mới cho vào nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem nồi cháo chúng ta như thế nào rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ cho vào, chúng ta nấu cháo cùng hết luôn. Các bạn thấy không, cái phần nồi cháo chúng ta đang sôi nè các bạn, thì các bạn phải thường xuyên khuấy cái phần gạo này lên để cho nó không bị khét đít ha. Và đồng thời chúng ta sẽ cho cái phần chân gà chúng ta chín mềm nha các bạn. Nếu các bạn thấy ít nước thì các bạn có thể thêm nước nha. Thời gian chờ cho cháo chín thì Ngọc sẽ tiến hành làm muối ớt để chúng ta chấm với phần chân gà nha các bạn. Nguyên liệu của Ngọc gồm có, ở đây Ngọc dùng một muỗng canh muối hột nha các bạn. Muối hột là muối này nè các bạn. Nếu các bạn không có muối hột thì các bạn dùng muối iốt hay là muối bọt đều được ha. Một hai trái ớt và một muỗng cà phê bột nêm. Đó thì Ngọc cũng sẽ sơ chế luôn cái phần hành lá và ngò rí này để lát chúng ta nêm vào cháo nha các bạn. Bây giờ Ngọc sẽ cho hết vào ha. Chúng ta tiếp tục ninh cái phần cháo này nha các bạn. Và bây giờ cái phần chân gà của chúng ta nó đã chín rồi các bạn, thì bây giờ Ngọc sẽ vớt lần lượt cái phần chân gà ra. Còn riêng cái phần mà cháo thì chúng ta sẽ tiếp tục ninh cho phần cháo này nhừ thì chúng ta mới nêm cái phần gia vị nha các bạn. Các bạn sẽ vớt lần lượt cái phần chân gà này ra nha. Chúng ta sẽ cho gốc hành vào và chúng ta sẽ tắt bếp. Gà chúng ta đã hoàn thành rồi đây các bạn. Các bạn ơi, phần cháo của Ngọc đây, còn đây là cái phần chân gà đã chín đây các bạn. Các bạn nhìn xem nè, các bạn thấy không, chân gà chúng ta trắng mềm rất là thơm ngon. Bây giờ chúng ta phải cùng thưởng thức cái phần chân gà với phần cháo này nha các bạn. Riêng thì chúng ta sẽ dắt cái phần tắc này vào cái chén muối ớt của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ chấm với cái phần chân gà này ha. Các bạn nhìn đây, phần cháo của Ngọc đây. Các bạn thấy không? Cái phần cháo đang nóng hổi như thế này nè các bạn, phần mề gà rất là thơm và ngon. Chỉ cần các bạn ăn một ít chân gà này với một ít cháo gà này là các bạn có thể no thật là ngon miệng luôn. Các bạn nhìn nè.
Ha, và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái phần chân gà này chúng ta chấm với cái phần muối ớt này nha các bạn. Các bạn đây, Ngọc xin mời các bạn cùng thưởng thức với Ngọc nha. Chúng ta dùng một cái chân gà chúng ta chấm vào chén muối ớt này. Cái phần cháo gà và chân gà của Ngọc đến đây đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Và Ngọc hy vọng rằng sau video này, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ngọc bằng cách bấm like, đăng ký, chia sẻ đường link bên dưới. Để khi video Ngọc đăng lên thì các bạn là người đầu tiên xem video này nha các bạn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chào tạm biệt các bạn nha.